Theo báo Dân trí đưa tin, tướng Oleksandr Sisky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm mùng 10 tháng 10, chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được Nga tái triển khai đến mặt trận Kursk. Tổng tư lệnh Sisky nhấn mạnh rằng những động thái này của Nga đã dẫn đến sự suy yếu của lực lượng Nga ở các khu vực khác, đặc biệt là trên các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatok. Tướng Ukraine tuyên bố, tất nhiên điều này giúp chúng tôi dễ dàng tiến hành các hoạt động phòng thủ hơn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục nỗ lực tấn công nhằm đánh bại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kos. Theo trang tin quân sự Avia Pro, kênh Telegram Management Zikot đưa tin các đơn vị Nga đã đạt được bước tiến đáng kể tại quận Suzansky của vùng Kos. Hôm ngày 10 tháng 10, quân đội Nga đã đột phá qua tiền tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine, tiếp tục cuộc tấn công ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư Liubimovka, Ongopka và làng Zelenysliak. Nguồn tin cho biết các hành động tấn công của lính thủy đánh bộ và lính rủ Nga đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine tại Kursk. Tại Liubimovka, quận Korenevsky nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã hoàn tất, cho phép quân đội Nga tiến công về phía trước và chiếm giữ các vị trí quan trọng. Theo nguồn tin, lực lượng vũ trang Ukraine đang rời khỏi vị trí khu vực Zelenysliak, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Cuộc đột phá bất ngờ này do lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 thực hiện đã buộc quân đội Ukraine phải tháo chạy, bỏ lại các công sự của họ. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Onhitka, nơi nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã gần hoàn tất. Các hoạt động tấn công thành công của quân đội Nga theo hướng này đã mang lại lợi thế chiến lược và buộc các lực lượng Ukraine phải rút lui, mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng. Phóng viên chiến trường Roman Saponkov đưa tin, các đơn vị Nga đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Sutsansky và Korenevsky ở vùng Kursk. Theo ông Sapolnkov, đã có báo cáo về những bước tiến đầu tiên của quân đội Nga tại khu định cư Lyubimovka theo hướng Korenevsky. Mục tiêu của cuộc tấn công là bao vây và đưa nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động trong khu vực này vào vòng hỏa lực. Ông Sapolnkov cho biết cuộc tấn công đang được thực hiện đồng thời từ hai hướng, tạo cơ hội tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để chặn quân đội Ukraine ở Kurs. Tuy nhiên, bất chấp những thành công ban đầu, vẫn còn quá sớm để nói về việc thực hiện đầy đủ kế hoạch này vì chiến dịch mới bắt đầu và kết quả vẫn chưa được xác định chắc chắn. Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng 8, kiểm soát thị trấn rút ra chiến lược và một số ngôi làng gần đó. Ukraine cho đến nay tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô lớn, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 21.550 quân nhân, 139 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép trở quân, 892 xe chiến đấu bọc thép, 590 xe cơ giới, 177 pháo, 33 bệ phóng pháo phóng loạt, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 46 hệ thống tác chiến điện tử. Nga liên tiếp đạt được đà tiến trên tiền tuyến Donbass trong những ngày qua, khiến binh sĩ Ukraine lo ngại về kịch bản một pháo đài chiến lược khác sẽ sớm bị sụp đổ. Kajib Independent đưa tin quân đội Nga đang chạy đua với thời tiết, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Donbass trước khi mặt đất trở nên lời lội vào mùa thu năm nay và nhiệt độ sau đó giảm mạnh vào mùa đông. Thị trấn khai thác than Torres đang trên bờ vực rơi vào tay lực lượng của Moscow khi họ đã đưa quân vào trong khu vực. Lính pháo binh Ukraine Alexander thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 cho biết, tôi không nghĩ thị trấn sẽ trụ được lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng đơn vị này đang thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực. Giao tranh ở Torres, một thành trì của Ukraine, xảy ra kể từ năm 2014 tới nay sau khi xung đột giữa lực lượng chính phủ và phe ly khai ở Donbass bùng phát trong hầu hết hai năm đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine từ đầu năm 2022, thị trấn này chưa được đưa vào tầm ngắm cho tới tháng 6 năm nay khi Nga gia tăng tấn công. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokov nói với Kyiv Independent, thời tiết rất tồi tệ và nếu Bộ Chỉ huy Ukraine không gửi quân dự bị đến đó trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là thảm khốc. Ông nói thêm, thời tiết đang là mùa thu và người Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi và không thể tổ chức hậu cần, cuộc tấn công của họ sẽ dừng lại. Vì vậy, trong khi thời tiết vẫn còn ổn, họ đang cố giành được nhiều lãnh thổ càng tốt. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng tình hình ở Torres, nơi có khoảng 1.200 thường dân ở lại, đang xấu đi. Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Torres và đang cố gắng tiến về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn, phát ngôn viên quân đội Anastasia Bobovnikova cho biết. Theo binh sĩ Alexander và các nhà phân tích quân sự, số phận của Torres phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo khan hiếm để ngăn chặn Nga tiến xa hơn hay không. Ukraine thường buộc phải ưu tiên nguồn lực ở một số khu vực gần tiên tuyến hơn những khu vực khác do thiếu hụt trầm trọng nguồn lực từ đạn dược đến thiết bị và nhân lực. Đầu tháng này, Ukraine đã mất Vuleda, một thị trấn khai thác mỏ khác, nằm cách Torres 80 km về phía tây nam ở Donetsk. Một số binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu ổn định trong dòng viện trợ quân sự phương Tây khiến Kiev rất khó khăn trong việc lập kế hoạch tác chiến. Anton, chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát của Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112, được triển khai ở phía đông nam tỉnh Zaporizhia, cho biết, chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh của mình. Ông lý giải, chúng tôi chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, và điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì không biết có lẽ chúng tôi sẽ có thể giữ được những vị trí đó, nhưng nếu không có đạn pháo, những vị trí này sẽ mất rất nhanh. Đối với Alexander, người đang bảo vệ các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Torets, tình trạng thiếu đạn dược trong đơn vị của anh đã trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 4, khiến số lượng đạn không đủ để nhắm vào tất cả các vị trí của Nga khẩu đội pháo binh của Anh chỉ nhận đủ đạn để bắn 5 tới 10 lần mỗi ngày và so với vài tháng trước khi quân đội Nga chỉ cố gắng tiến lên ở nơi họ nhìn thấy cơ hội thì họ đang cố gắng tấn công mạnh mẽ các vị trí phòng thủ của Ukraine trong khu vực, Anh nói thêm. Quân đội Nga ngày càng trở nên thành tạo hơn trong việc khai thác các điểm yếu để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng số lượng lớn quân lính và hỏa lực. Moscow đã đẩy nhanh tiến độ tấn công vào Torres sau khi giành được Vuleda vào đầu tháng 10, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Bên cạnh Torres, những điểm nóng nhất hiện tại của cuộc chiến là các khu vực Pokrovs và Kudakove ở phía tây và tây nam Torres. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để kéo căng quân đội Ukraine hơn nữa, theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine. Theo báo cáo mới nhất từ lực lượng không quân Ukraine, trong đêm ngày 10 và dạng sáng ngày 11 tháng 10, theo giờ địa phương, quân đội Nga đã phóng hai tên lửa và 66 máy bay không người lái tấn công lãnh thổ nước này. Báo cáo của không quân Ukraine nêu rõ, đối phương, tức là Nga, đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa đạn đạo Iskander phóng từ bán đảo Crimea, một tên lửa không đối không dẫn đường KH-31P phóng từ không phận trên Biển Đen và 66 máy bay không người lái tấn công phóng từ lãnh thổ tỉnh Kursk trong đêm ngày 10 và ngày 11 tháng 10. Lực lượng không quân đã bắn hạ được 29 máy bay không người lái của Nga ở các tỉnh Kajiv, Chekasi, Vinnytsia, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Chernihiv và Zitomi tính đến 11 giờ ngày 11 tháng 10 theo giờ địa phương. Ngoài ra, 31 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi Dada ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine có thể là do các biện pháp đối phó tác chiến điện tử đang được triển khai. Hai máy bay không người lái tấn công đã quay trở lại Nga, trong khi bốn chiếc khác vẫn đang ở trong không phận của Ukraine. Kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra, vào tháng 2 năm 2022, Nga thường xuyên tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine bằng các cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái và tên lửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài đăng cuối tuần trước trên mạng xã hội Facebook cho biết quân đội Nga đã sử dụng khoảng 20 tên lửa, hơn 800 quả bom dẫn đường GAB và gần 400 máy bay không người lái UAV tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nước này trong vòng một tuần. Ông Zelensky cho hay, trong suốt tuần này, đối phương đã sử dụng khoảng 20 tên lửa các loại, hơn 800 quả bom dẫn đường trên không và gần 400 UAV tấn công các loại, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên không hàng ngày của Nga có thể bị ngăn chặn. Thời gian gần đây, giới chức Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cũng như là nới lỏng hạn chế khả năng tấn công tầm xa của quân đội nước này vào lãnh thổ Nga. Ukraine cho rằng cần phải tiêu diệt máy bay ném bom tại các căn cứ không quân của Nga bằng vũ khí tấn công tầm xa để bảo vệ người dân và lãnh thổ nước này khỏi các cuộc không kích một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của các đồng minh về việc tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa được viện trợ. Các quốc gia phương Tây lo ngại điều này có thể khiến căng thẳng leo thang và lan rộng ra ngoài khu vực chiến sự. Theo báo điện tử VOV đưa tin, quân đội Nga đang chạy đua với thời gian, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Đôn Bát, phía đông Ukraine trước khi những cơn mưa khiến mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ giảm mạnh. Một trong những khu vực mà Moscow đang tiến đánh dữ dội trong những ngày qua là thị trấn Torets. Ukraine lo ngại thị trấn khai thác than Torets có nguy cơ rơi vào tay các lực lượng Nga sau khi Úc Leda thất thủ. Oleksandr, lính pháo binh thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 109 của Ukraine, được triển khai trong khu vực cho biết Tôi không nghĩ thị trấn này sẽ trụ được lâu trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại Torres, thành trì chi chiến lược của Ukraine sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2024. Trong hai năm đầu tiên của cuộc xung đột, nơi này là khu vực tương đối yên tĩnh trên tiền tuyến. Vì vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga phát động tấn công vào đây từ tháng 6 năm 2024. Phát biểu với Kyiv Independent, chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokov cho biết, tình hình rất tồi tệ nếu bộ chỉ huy của Ukraine không điều quân dự bị đến Torres trong thời gian tới, tình hình sẽ khó khăn, thậm chí rất thảm khốc. Ông Zirokov lưu ý, Ukraine hiện đang vào mùa thu và Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi khiến cho quá trình cung cấp hậu cần gặp thách thức, họ sẽ buộc phải dừng các cuộc tấn công. Vì vậy, vì thế khi thời tiết vẫn còn thuận lợi, Họ đã cố gắng chiếm giữ thêm nhiều vùng lãnh thổ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình ở Torets, nơi có khoảng 1.200 người dân đang sinh sống, đã xấu đi nhiều. Người phát ngôn quân đội Ukraine, Anastasia Bobovnikova cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Torets và đang cố gắng di chuyển về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn. Theo giới quan sát, số phận của Torets phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo tới đây để ngăn chặn bước tiến của Nga hay không. Do tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, Ukraine buộc phải ưu tiên cho các khu vực trên tiền tuyến hơn là những khu vực khác. Đầu tháng 10, Ukraine đã mất Ukleda, một thị trấn khai thác mỏ ở tỉnh Donetsk, nằm cách Torez 80 km về phía Tây Nam. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ mới cho Kiev. Cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng sự kiện đã bị hoãn lại do Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden hủy chuyến đi châu Âu để ứng phó với một cơn bão mạnh đổ bộ vào tiểu bang Florida ở phía nam. Các cuộc tiến công ngày càng lớn mạnh của Nga diễn ra khi Ukraine cố gắng thuyết phục Mỹ và châu Âu cung cấp thêm nguồn lực và vũ khí cho quân đội nước này trước cuộc bầu cử Mỹ phát biểu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10 tháng 10 trong cuộc họp tại Paris, Tổng thống Ukraine cho biết, khi mùa đông đang đến gần, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ. Ông Zelensky đã có chuyến công du châu Âu, tận dụng cơ hội gặp gỡ các đối tác nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London. Một số binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chắc chắn trong nỗ lực viện trợ quân sự phương Tây khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch trên chiến trường. Ông Anton, chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112, được triển khai ở phía đông nam Zaporizhia, bày tỏ lo ngại. Chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Chúng tôi đang chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, nhưng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì vẫn chưa rõ. Nếu không có đạn pháo, các vị trí này sẽ bị mất rất nhanh. Binh sĩ Alexander đồn trú tại Torres cho biết tình trạng thiếu đạn dược của lữ đoàn 109 đã trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 4 năm 2024. Họ không đủ số lượng đạn dược để tấn công tất cả các vị trí của Nga trong khu vực. Khẩu đội pháo binh của Alexander vốn sử dụng 4 hệ thống vũ khí khác nhau, nhưng họ chỉ nhận đủ đạn để bắn từ 5 đến 10 lần mỗi ngày. Nếu như vài tháng trước, Nga chỉ tiến lên khi có cơ hội, thì nay, Moscow đang cố gắng tấn công tất cả các vị trí phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Alexander cho biết quân đội nga ngày càng nhanh nhạy hơn trong việc khai thác các điểm yếu để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng số lượng lớn binh sĩ và hỏa lực ồ ạt. đã đẩy nhanh tốc độ tiến công vào Torez sau khi chiếm được Leda vào đầu tháng 10, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Hiện tại, mọi con mắt vẫn đổ dồn về Torez khi người nga tiến sâu hơn vào thị trấn. Ông Zirokov lưu ý, chúng tôi có thể mất Torres trong những thời gian gần nhất, rất khó để giữ vững thế phòng thủ với số lượng binh sĩ và vũ khí hiện tại khi quân đội Nga tiến dọc đến khu vực trung tâm. Các chuyên gia khác, trong đó có ông Kastehenmi, tỏ ra hoài nghi hơn về khả năng tấn công của Moscow. Chuyên gia Kastehenmi suy đoán trận chiến giành Torres có thể kéo dài đến tận mùa đông. Với tốc độ hiện tại, Nga khó có khả năng chiếm được toàn bộ thành phố trong vài tháng mùa thu. Ngoài Torres, những điểm nóng nhất của cuộc chiến hiện giờ là các khu vực Pokrov và Kurakhov ở phía Tây và Tây Nam. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để gây sức ép lớn hơn cho quân Ukraine. Emin Kastehenmi, nhà phân tích của nhóm Blackbird, có trụ sở tại Phần Lan cho rằng Ukraine phải đối mặt với sự khó khăn giữa việc thay thế lực lượng thương vong bằng những đơn vị mới và tính toán cách thức gây thiệt hại nhiều nhất cho Nga trong khi vẫn giữ vững được các vùng lãnh thổ. Kể từ khi Nga bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn vào Adipka cách đây một năm, dựa vào làn sóng tấn công cơ giới với quy mô tiểu đoàn, họ đã giữ được thế chủ động trên hầu hết chiến trường, mặc dù phải chịu tổn thất lớn. Sau khi chiếm được thành phố công nghiệp này, quân đội Nga đã chiếm hàng chục ngôi làng để tiến tới tiếp cận được tuyến đường hậu cần quan trọng, nối liền các phần phía dưới và phía trên của tỉnh Donetsk, do đó đe dọa ngã ba đường bộ và tuyến đường tiếp tế của thành phố Pokrov. Khi Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8, Moscow đã tận dụng sự chuyển hướng này của Kiev để tăng cường các cuộc tấn công vào Pokrov. Quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm hậu cần quan trọng kết nối các thành trì phía đông cuối cùng do Ukraine chiếm giữ, với các thành phố phía Tây chưa đầy 10 km. Mặc dù Nga đã tiến gần hơn đến Pokrov, nhưng các nhà quân sự cho rằng Ukraine dường như đã ổn định được tiền tuyến và củng cố các tuyến phòng thủ hãng tin reuters đưa tin quân đội ukraine mới đây thừa nhận rằng lực lượng ít ỏi của nước này đang phải chống trả các cuộc tấn công của quân đội nga bên trong thành phố chiến lược torres ở donetsk trong khi đối phương vẫn tiếp tục cuộc tấn công dữ dội ở mặt trận miền đông quân đội nga đã thành công giành quyền kiểm soát từng ngôi làng ở trung tâm công nghiệp của ukraine trong một chiến dịch nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ quan trọng và đe dọa các tuyến đường trung chuyển có vai trò quan trọng đối với lực lượng ukraine tại đây người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk của ukraine anatasia Bobovnikova, nói với reuters rằng giao tranh đường phố đang diễn ra dữ dội ở torres khi quân đội nga tiến về phía trước và xóa sổ hoàn toàn các tòa nhà và công trình kiến trúc ông Bobopnikova nói khi chia sẻ về tình thế khó khăn của quân đội ukraine ở torres điều này buộc quân đội của chúng tôi phải di chuyển xung quanh vì không có gì để bám giữ ở những khu vực đó đây là chiến thuật tiêu thổ Nga hiện kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine đã tiến về phía Torres kể từ tháng 8 năm 2024, kiểm soát từng ngôi làng với sự hỗ trợ của bộ binh và sử dụng ngày càng nhiều bom dẫn đường có sức công phá mạnh. Tốc độ tiến công của Nga được nhận định là tương đương với tốc độ giành quyền kiểm soát Ukraine vào tuần trước. Đối với Ukraine, Torres là một thành phố tiền tuyến trong suốt 10 năm nay vì nằm gần các vùng lãnh thổ mà phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Torres đã trở thành điểm xây dựng các công sự của Kiev. Trong khi đó, việc kiểm soát Torres đã giúp Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng nếu kiểm soát được Torres, Nga có thể cản trở các tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương của Ukraine trong khu vực với vùng chiến sự, trong đó có cả tuyến đường chính pokrovsk kostiantynivka Chính quyền Tổng thống Putin hiện đang tập trung vào việc chiếm lấy vùng trung tâm công nghiệp cũ ở phía đông Ukraine, được gọi là Donbass, bao gồm các vùng Luhansk và Donetsk. Từ đó, Donbass đã trở thành chiến trường chính của cuộc chiến, nơi diễn ra một số trận chiến lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thế hệ. Trong bối cảnh đang mất dần lãnh thổ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các chỉ huy quân sự làm mọi thứ có thể để can đa tiến công của Moscow dọc theo chiến tuyến. Ông cũng đang nỗ lực tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây đã hỗ trợ Ukraine. Nga chính thức phản công lớn ở Kursk, mặt trận rung chuyển Kênh Military Summary đưa tin tại Kursk, quân đội Nga RFAF lại bắt đầu phản công, đột phá trên nhiều hướng và theo các nhà quan sát quân sự, lực lượng Kiev đã rút chạy, từ bỏ vị trí ở Ongopka và mát VfK do nguy cơ bị bao vây. Theo hướng Kupiang, lực lượng Moscow đang đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại Petropavlivka và giao tranh đang diễn ra ở giữa làng. Ở Pokrov, RFAF đang tiến hành thêm các cuộc đột kích trên bộ ở phía nam làng Selidov, cải thiện vị trí để vượt qua thành phố từ phía nam. Phía bắc Ukleda, Vuleda, giao tranh vẫn tiếp diễn, dọc theo các cánh đồng và quân đội Nga đã chiếm thêm các vành đai rừng. Kênh Ridovka cũng xác nhận Nga đang phản công lớn ở vùng Kursk, theo đó, sau một thời gian dài trì hoãn do quân đội Ukraine AFU bất ngờ đột kích vào quận Glutkovsky, mọi việc cuối cùng đã tiến triển. Minh chứng là đoạn phim ghi lại trận chiến khốc liệt của các xe bọc thép Nga gần làng Zeleny Đây là điểm kiểm soát trên đường cao tốc Sutsa Korenevo hay còn gọi là con đường xanh. Trong khi đó, đợt tan băng tháng 10 đang đến gần, điều này sẽ tạo thêm một vết thương cho cả hai bên. Vì vậy, lực lượng Moscow dường như đang tranh thủ từng giờ từng phút để đẩy nhanh tốc độ nhằm đánh bật đối phương ra khỏi lãnh thổ. Dự kiến trong tuần tới, giao tranh tại vùng Kurs sẽ rất ác liệt bởi Kiev muốn giữ các khu vực đã chiếm càng lâu càng tốt, còn Nga thì đã hạ quyết tâm tiêu diệt nhóm xung kích AFU sớm nhất có thể. Kênh Riba cho biết tình hình chi tiết hơn ở Kurs. Theo đó, lực lượng Moscow đã phát động đợt phản công lớn vào một số khu vực ở các quận Korenevo và Sutsa các nhóm RFAF tiên phong vào cuối ngày 10 tháng 10 đã đến Zelenysliak. Điều này cho thấy ít nhất đã có bước đột phá một phần vào tuyến phòng thủ đối phương. Tại quận Glutkovo, RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở phía nam Veseloye, tìm cách ngăn chặn các đội hình Kiev tiến về phía xa lộ 38N052, dẫn đến trung tâm quận. Bất chấp khó khăn ở các khu vực khác, AFU vẫn tiếp tục xâm nhập tại đây. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow đã phát động nhiều cuộc tập kích vào các vị trí AFU. Nhóm thiết giáp Nga đã được ghi nhận đang truy đuổi một xe tăng đối phương ở phía tây bắc Zelenysliak. Khu định cư này chỉ cách tuyến đầu được đánh dấu trước đó gần Liubimovka chưa đầy 5 km, trong khi nhóm thiết giáp Nga đang di chuyển từ phía bắc. RFAF đã đột phá tuyến phòng thủ Ukraine ở phía bắc tại khu vực Kremianoye và thực sự cắt đứt điểm nhô ra trên mặt trận, chọc sâu vào Korenevo và Ongopka. Việc kiểm soát Zelenysliak sẽ cho phép lực lượng Moscow chặn các tuyến tiếp tế qua xa lộ 38K030, tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong hậu cần của AFU. Ngoài ra còn có cảnh quay về đoàn xe quân sự Nga di chuyển trên xa lộ Korenevo xuất ra hướng tới Zelenysliak. Điều này cũng xác nhận sự thành công trong cuộc đột kích gần Omgoka. Tại quận sút ra, lực lượng Moscow cũng đã tiến lên ở một số khu vực và đạt được những thắng lợi về mặt chiến thuật. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm lại khu định cư Novaya Sorochina và đang tiến về Malaya Loknia. Cũng có báo cáo về một cuộc đột phá sâu của RFAF vào tuyến phòng thủ đối phương ở một khu vực, nhưng vẫn chưa thể đánh giá quy mô cuộc phản công và tin đồn về việc tiếp cận vùng ngoại ô phía Bắc Sút có vẻ quá lạc quan. Cùng lúc đó, ở phía tây thành phố, UAV Inokodet Orion của Nga lại xuất kích diệt mục tiêu AFU. Điều này có thể chỉ ra sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Có báo cáo từ hiện trường cho biết, quân đội Nga cũng đã có những bước tiến đáng kể ở khu vực Plekhovo theo hướng Ulanok và Borok, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết nào về cuộc tấn công. Thành công trong cuộc tấn công kép của RFAF ở quận Korenevo có thể dẫn đến việc bao vây một cụm lực lượng Kiev hùng hậu. Nhưng để làm được điều đó, Nga vẫn cần phải giành lại thêm một số khu định cư khác đã bị đối phương chiếm và củng cố từ lâu phòng tuyến Ukraine sụp đổ ở Kupiang. Theo kênh Riba, lực lượng Moscow đã tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng đối phương ở Odessa và Ilyichiv, làm hư hại một tàu chở hàng cho Ukraine. Tại Mykolaiv, một cuộc tấn công đã được thực hiện vào xưởng sửa chữa biển đen. Đổi lại, lực lượng Kiev tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Krasnodar Krai, vùng Rostov và các khu vực biên giới, cũng như tấn công lãnh thổ một sân bay quân sự gần Maikov ở Cộng hòa Adygea. Theo hướng Kursk, RFAF đã tiến hành một cuộc phản công ở quận Korenevo từ hướng Onhokka về phía Zelenysliak, giành lại một phần đáng kể lãnh thổ bị đối phương chiếm giữ. Tại Slobozansky, Kharkov, lực lượng Moscow đang giao tranh gần Hlybok. Ở Kupiang, RFAF đã đột phá qua hàng phòng thủ đối phương theo hướng Sinkipka, tiến đến vùng ngoại ô phía Bắc Petropavlipka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra ba hướng giao tranh nóng nhất. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 10 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 114 cuộc giao tranh trên mặt trận, tình hình căng thẳng nhất là ở các hướng Limang, Pokrov và Kurakhov. Báo cáo có đoạn, hôm nay Moscow tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, phóng 15 quả, 45 cuộc không kích, ném 75 bom KAB vào lãnh thổ Ukraine và sử dụng 635 UAV họ thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các đợt xung phong của đối phương đã bị bẻ gãy ở Kharkov, Kupiang, Liman, Sivert, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Lực lượng Moscow đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến theo hướng Pokrov 18 lần. Theo hướng Kurakhov, họ đã tấn công 15 lần. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công, hai cuộc giao tranh đang diễn ra, báo cáo viết. Nga phóng UAV tấn công Không quân Ukraine trên Telegram thông báo, vào tối ngày 10 tháng 10, lực lượng Moscow đã phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 23 giờ 48 báo động không kích được ban bố ở Kharkov và Dnepropetrov, sau đó UAV xuất hiện ở Sumy. Từ 00 giờ 10 đến 3 giờ 53 ngày 11 tháng 10, hoạt động của UAV đối phương được ghi nhận ở Pontava, Dnepropetrov, Sumy, Chernihiv, Pavlograd, Kiev, Kharkov, Zitomir, Chekassi, Dnieper. Tại vùng Kiev và trên các tuyến đường tiếp cận thủ đô, phòng không hoạt động chống lại các mục tiêu đối phương vào rạng sáng ngày 11 tháng 10. Cơ quan quân quản vùng Kiev báo động, phát hiện UAV trong không phận, lực lượng phòng không đang hoạt động trên các mục tiêu. Vào lúc 4 giờ 01, chính quyền địa phương báo cáo rằng phòng không đang hoạt động trong khu vực trên các tuyến đường tiếp cận Kiev. DIPSTATE Ukraine thất thủ ở ba khu định cư ở vùng Donetsk. Theo các nhà phân tích, thuộc kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, RFAF đã chiếm ba khu định cư ở khu vực thành phố Minograd thuộc vùng Donetsk gồm Nikolaevka, Krasnaya, Krutoyka. Báo cáo viết, thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy hoạt động ở khu vực Grodovka, Novo Grodovka có phần suy giảm, nhưng lực lượng Moscow liên tục cố gắng đột phá với cường độ khác nhau vào các vị trí AFU. Ở một số nơi, họ thực sự đã xâm nhập và không thành công, nhưng vẫn có những khu vực mà RFAF vẫn thăm dò được điểm yếu. Thành công thường được thể hiện ở việc sử dụng chiến thuật bỏ qua nơi họ gặp phải sự kháng cự. Các nhà phân tích lưu ý, ở Nikola FK, về cơ bản là khu vực có người ở cuối cùng, nằm phía trước Minograd. Do đó, trong tương lai gần, thành phố lớn này có thể sẽ cảm thấy những nỗ lực gây sức ép và những cố gắng đột phá vào vùng ngoại ô phía Nam. Deep State nói thêm rằng, để tiến xa hơn, ngoài bộ binh và thiết bị, Moscow có thể kích hoạt pháo binh, không quân, súng cối. Deep State nhận định, có khả năng lực lượng bổ sung của Nga sẽ được đưa vào khu vực này để tập hợp lại nhằm phát triển thành công đã đạt được. Ông Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng với Thủ tướng Ý. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng cho người đứng đầu chính phủ Ý, bà Giorgia Meloni. Ông nói, tôi đã trình bày kế hoạch chiến thắng cho Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni. Hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả về mọi khía cạnh trong kế hoạch. Điều quan trọng nhất là củng cố vị thế của Ukraine và mối quan hệ giữa chúng tôi với các đối tác gần gũi nhất, theo cách mà chúng tôi tạo ra các điều kiện cần thiết, bầu không khí công bằng cần thiết cho hoạt động ngoại giao trung thực. Tôi muốn cảm ơn riêng cá nhân bà vì sự hỗ trợ dành cho đất nước chúng tôi trong lĩnh vực an ninh, chủ yếu là các hệ thống phòng không cứu sống người dân ở các thành phố và làng mạc. Hôm nay, chúng tôi cũng đã thảo luận với Thủ tướng Jokja về việc chuẩn bị một gói an ninh mới. Anh có thể gửi huấn luyện viên đến Ukraine để đào tạo tân binh The Times trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy ở Anh và Ukraine cho biết London đang cân nhắc việc gửi huấn luyện viên quân sự đến miền Tây Ukraine để đào tạo tân binh. Nguồn tin cho biết các kế hoạch đang được thảo luận để đưa những nhóm nhỏ huấn luyện viên quân sự Anh đến miền Tây Ukraine để cung cấp chương trình đào tạo cơ bản và chuyên sâu cho tân binh trước khi họ được đưa ra mặt trận. Theo hai nguồn tin, điều này sẽ giúp giải quyết một số vấn đề hậu cần liên quan đến việc gửi binh sĩ Ukraine đến các căn cứ tại Anh để đào tạo, cũng như tiết kiệm chi phí. Một trong những nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc gửi quân đội Anh đến Ukraine thay vì tiến hành đào tạo tại các căn cứ quân sự ở Anh sẽ rẻ hơn cho chúng tôi và tốt hơn cho họ. Ông giải thích, chúng tôi có thể thực hiện các cuộc tập trận ở đó nhanh hơn và sẽ rút ra tiền tuyến ở những nơi hẻo lánh do đó rủi ro sẽ thấp hơn nhiều. Đổi lại, nguồn tin Ukraine lưu ý rằng, việc chuyển giao các cuộc tập trận cho Ukraine có thể trở thành một tín hiệu quân sự, chính trị mạnh mẽ đối với các quốc gia khác và đối với chính nước Nga. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ trở thành một biện pháp răn đe mạnh mẽ. Một trong những nguồn tin cho biết thêm rằng quân đội Anh cũng sẽ học các kỹ năng chiến đấu từ các chiến binh Ukraine và có cơ hội thử nghiệm các loại vũ khí mới nhất đang được phát triển cho cuộc chiến. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sắp được thảo luận. Europin Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngắn gọn với giới truyền thông sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ được hoàn tất vào tháng 11, nhưng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa được chốt. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo phải diễn ra. Vào tháng 11, kế hoạch sẽ được đưa ra để thảo luận và tôi không biết ngày cụ thể. Tôi nghĩ rằng hiện tại không ai biết, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ như đã quyết định. Vào đầu tháng 11, kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận với đầy đủ các chi tiết. Hãng tin Reuters đưa tin quân đội Ukraine mới đây thừa nhận rằng lực lượng ít ỏi của nước này đang phải chống trả các cuộc tấn công của quân đội Nga bên trong thành phố chiến lược Torres ở Donetsk, trong khi đối phương vẫn tiếp tục cuộc tấn công dữ dội ở mặt trận miền đông. Quân đội Nga đã thành công giành quyền kiểm soát từng ngôi làng ở trung tâm công nghiệp của Ukraine trong một chiến dịch nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ quan trọng và đe dọa các tuyến đường trung chuyển có vai trò quan trọng đối với lực lượng Ukraine tại đây người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk của ukraine anatasia bobobnikova nói với reuters rằng giao tranh đường phố đang diễn ra dữ dội ở torres khi quân đội nga tiến về phía trước và xóa sổ hoàn toàn các tòa nhà và công trình kiến trúc ông bobobnikova nói khi chia sẻ về tình thế khó khăn của quân đội ukraine ở torres điều này buộc quân đội của chúng tôi phải di chuyển xung quanh vì không có gì để bám giữ ở những khu vực đó đây là chiến thuật tiêu thổ Nga hiện kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine đã tiến về phía Torres kể từ tháng 8 năm 2024, kiểm soát từng ngôi làng với sự hỗ trợ của bộ binh và sử dụng ngày càng nhiều bom dẫn đường có sức công phá mạnh. Tốc độ tiến công của Nga được nhận định là tương đương với tốc độ giành quyền kiểm soát Ukraine vào tuần trước. Đối với Ukraine, Torres là một thành phố tiền tuyến trong suốt 10 năm nay vì nằm gần các vùng lãnh thổ mà phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Torres đã trở thành điểm xây dựng các công sự của Kiev. Trong khi đó, việc kiểm soát Torres đã giúp Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng nếu kiểm soát được Torres, Nga có thể cản trở các tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương của Ukraine trong khu vực với vùng chiến sự, trong đó có cả tuyến đường chính Pokrovsk, Kostiantynivka chính quyền tổng thống putin hiện đang tập trung vào việc chiếm lấy vùng trung tâm công nghiệp cũ ở phía đông ukraine được gọi là donbass bao gồm các vùng luhansk và donetsk từ đó donbass đã trở thành chiến trường chính của cuộc chiến nơi diễn ra một số trận chiến lớn nhất ở châu âu trong nhiều thế hệ trong bối cảnh đang mất dần lãnh thổ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các chỉ huy quân sự làm mọi thứ có thể để can đa tiến công của Moscow dọc theo chiến tuyến. Ông cũng đang nỗ lực tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây đã hỗ trợ Ukraine. Theo báo điện tử VOV đưa tin, quân đội Nga đang chạy đua với thời gian, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Đôn Bắc, phía đông Ukraine trước khi những cơn mưa khiến mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ giảm mạnh. Một trong những khu vực mà Moscow đang tiến đánh dữ dội trong những ngày qua là thị trấn Torets. Ukraine lo ngại thị trấn khai thác than Torets có nguy cơ rơi vào tay các lực lượng Nga sau khi Úc-Leda thất thủ. Oleksandr, lính pháo binh thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 của Ukraine, được triển khai trong khu vực cho biết: "Tôi không nghĩ thị trấn này sẽ trụ được lâu trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại Torets." thành trì chi chiến lược của Ukraine sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2024. Trong hai năm đầu tiên của cuộc xung đột, nơi này là khu vực tương đối yên tĩnh trên tiền tuyến. Vì vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga phát động tấn công vào đây từ tháng 6 năm 2024. Phát biểu với Kyiv Independent, chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokov cho biết, tình hình rất tồi tệ nếu Bộ Chỉ huy của Ukraine không điều quân dự bị đến Torres trong thời gian tới, tình hình sẽ khó khăn, thậm chí rất thảm khốc. Ông Zirkołb lưu ý, Ukraine hiện đang vào mùa thu và nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi khiến cho quá trình cung cấp hậu cần gặp thách thức, họ sẽ buộc phải dừng các cuộc tấn công. Vì vậy, vì thế khi thời tiết vẫn còn thuận lợi, họ đã cố gắng chiếm giữ thêm nhiều vùng lãnh thổ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình ở Torets, nơi có khoảng 1.200 người dân đang sinh sống, đã xấu đi nhiều. Người phát ngôn quân đội Ukraine, Anastasia Bobopnikova cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Torez và đang cố gắng di chuyển về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn. Theo giới quan sát, số phận của Torez phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo tới đây để ngăn chặn bước tiến của Nga hay không. Do tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, Ukraine buộc phải ưu tiên cho các khu vực trên tiền tuyến hơn là những khu vực khác. Đầu tháng 10, Ukraine đã mất Ukleda, một thị trấn khai thác mỏ ở tỉnh Donetsk, nằm cách Torres 80 km về phía Tây Nam. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ mới cho Kiev. Cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng sự kiện đã bị hoãn lại do Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden hủy chuyến đi châu Âu để ứng phó với một cơn bão mạnh đổ bộ vào tiểu bang Florida ở phía nam. Các cuộc tiến công ngày càng lớn mạnh của Nga diễn ra khi Ukraine cố gắng thuyết phục Mỹ và châu Âu cung cấp thêm nguồn lực và vũ khí cho quân đội nước này trước cuộc bầu cử Mỹ. Phát biểu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10 tháng 10 trong cuộc họp tại Paris, Tổng thống Ukraine cho biết, khi mùa đông đang đến gần, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ ông Zelensky đã có chuyến công du châu Âu, tận dụng cơ hội gặp gỡ các đối tác nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London. Một số binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chắc chắn trong nỗ lực viện trợ quân sự phương Tây khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch trên chiến trường ông Anton, chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112, được triển khai ở phía đông nam Zaporizhia, bày tỏ lo ngại. Chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Chúng tôi đang chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, nhưng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì vẫn chưa rõ. Nếu không có đạn pháo, các vị trí này sẽ bị mất rất nhanh. Binh sĩ Alexander đồn trú tại Torres cho biết tình trạng thiếu đạn dược của lữ đoàn 109 đã trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 4 năm 2024. Họ không đủ số lượng đạn dược để tấn công tất cả các vị trí của Nga trong khu vực. Khẩu đội pháo binh của Alexander vốn sử dụng 4 hệ thống vũ khí khác nhau, nhưng họ chỉ nhận đủ đạn để bắn từ 5 đến 10 lần mỗi ngày. Nếu như vài tháng trước, Nga chỉ tiến lên khi có cơ hội, thì nay, Moscow đang cố gắng tấn công tất cả các vị trí phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Alexander cho biết quân đội Nga ngày càng nhanh nhạy hơn trong việc khai thác các điểm yếu để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng số lượng lớn binh sĩ và hỏa lực ồ ạt. Moscow đã đẩy nhanh tốc độ tiến công vào Torres sau khi chiếm được Ukleda vào đầu tháng 10, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Hiện tại, mọi con mắt vẫn đổ dồn về Torres khi người Nga tiến sâu hơn vào thị trấn. Ông Zirokhov lưu ý, chúng tôi có thể mất Torres trong những thời gian gần nhất, rất khó để giữ vững thế phòng thủ với số lượng binh sĩ và vũ khí hiện tại khi quân đội Nga tiến dọc đến khu vực trung tâm. Các chuyên gia khác, trong đó có ông Kastehenmi, tỏ ra hoài nghi hơn về khả năng tấn công của Moscow. Chuyên gia Kastehenmi suy đoán trận chiến giành Torres có thể kéo dài đến tận mùa đông. Với tốc độ hiện tại, Nga khó có khả năng chiếm được toàn bộ thành phố trong vài tháng mùa thu. Ngoài Torres, những điểm nóng nhất của cuộc chiến hiện giờ là các khu vực Pokrov và Kurakhov ở phía Tây và Tây Nam. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để gây sức ép lớn hơn cho quân Ukraine. Emin Kastehenmi, nhà phân tích của nhóm Blackbird, có trụ sở tại Phần Lan cho rằng Ukraine phải đối mặt với sự khó khăn giữa việc thay thế lực lượng thương vong bằng những đơn vị mới và tính toán cách thức gây thiệt hại nhiều nhất cho Nga, trong khi vẫn giữ vững được các vùng lãnh thổ. Kể từ khi Nga bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn vào Adivka cách đây một năm, dựa vào làn sóng tấn công cơ giới với quy mô tiểu đoàn họ đã giữ được thế chủ động trên hầu hết chiến trường, mặc dù phải chịu tổn thất lớn. Sau khi chiếm được thành phố công nghiệp này, quân đội Nga đã chiếm hàng chục ngôi làng để tiến tới tiếp cận được tuyến đường hậu cần quan trọng, nối liền các phần phía dưới và phía trên của tỉnh Donetsk, do đó đe dọa ngã ba đường bộ và tuyến đường tiếp tế của thành phố Pokrov. Khi Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8, Moscow đã tận dụng sự chuyển hướng này của Kiev để tăng cường các cuộc tấn công vào Pokrov Quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm hậu cần quan trọng kết nối các thành trì phía đông cuối cùng do Ukraine chiếm giữ, với các thành phố phía Tây chưa đầy 10 km. Mặc dù Nga đã tiến gần hơn đến Pokrov, nhưng các nhà quân sự cho rằng Ukraine dường như đã ổn định được tiền tuyến và củng cố các tuyến phòng thủ. Bloomberg đưa tin, các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, theo đánh giá của Washington, Ukraine có thể tiếp tục chiếm đóng ở Kursk trong vài tháng tới hoặc lâu hơn. Giới chức Mỹ nhận định nguyên nhân chính là dòng cung cấp vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở Kursk đang đều đặn, trong khi Nga lại đang tập trung vào các bước tiến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, sau nhiều tháng chịu cảnh thiếu đạn dỡ nghiêm trọng, quân đội Ukraine đang nhận được nguồn cung đạn pháo ổn định. Những nỗ lực của nhóm đồng minh nhằm tăng cường kho đạn pháo cho Kiev đã giúp cải thiện chuỗi cung ứng. Theo đó, sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu đã thực hiện các đợt giao hàng và đặt mục tiêu gửi 80.000 tới 100.000 viên đạn một tháng cho Ukraine đến cuối năm nay. Đợt phản công của Nga tại vùng biên giới Kurs hiện vẫn chưa đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine ra khỏi khu vực, tuy nhiên Moscow đang tiến công nhanh ở miền đông Ukraine, áp sát các thành phố Pokrovsk và Torres của tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào Kurs đã thành công trong việc buộc Nga rút một phần lực lượng khỏi tiền tuyến của Ukraine, nhưng còn quá sớm để đánh giá thành công toàn diện của chiến dịch. Song ông khẳng định chiến dịch ở Kurs đã giúp Ukraine bổ sung vào quỹ trao đổi với Nga như hoạt động trao đổi tu binh giữa hai nước. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã mất 21.350 quân, đồng thời chịu tổn thất nặng nề về thiết bị và khí tài trong cuộc tấn công. Ít nhất 136 xe tăng, 66 xe bọc thép bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân và gần 900 xe bọc thép khác của Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở Kursk. Trong khi đó, tại mặt trận phía đông Ukraine, nhiều binh sĩ tỏ ra lo ngại rằng nếu Ukraine có thể bị xa lầy ở Kursk, điều quan trọng là làm gì tiếp theo chúng ta sẽ lấy đâu ra nhân sự, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục chiến dịch đó hoặc bằng cách nào kết thúc nó. Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, một binh sĩ cho biết. Ngoài chiến dịch Kurs, Ukraine trong những tuần gần đây còn đẩy mạnh tập kích tầm xa, thường là bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, phá nhiều kho đạn, Chuyên gia Stanovaya cho rằng chiến thuật này mặc dù gây khó khăn nhất định cho hậu cần của Nga, nhưng lại có một tác dụng phụ lớn ngoài mong muốn của Kiev, đó là làm cho người dân Nga quen với tình trạng giao tranh và sẵn sàng theo đuổi xung đột vũ trang với Ukraine. Bà Stanovaya viết trong một báo cáo đăng tải trên website Apolitik chuyên trang phân tích về tình hình Nga. Một trong những kết quả đáng kể nhất của vụ đột kích Kursk có lẽ là việc tăng cường tâm lý chống Ukraine và bài phương Tây, từ đó nâng cao sự ủng hộ dành cho Tổng thống Putin và kéo dài cuộc xung đột với Kiev. Ukraine tuyên bố đánh trúng kho tàng tại sân bay quân sự ở Cộng hòa Adige thuộc Nga, nơi đồn trú của chiến đấu cơ Su-27 và tiêm kích bom Su-34. Quân đội Ukraine vào ngày 10 tháng 10 thông báo thêm rằng đòn tập kích đã gây hỏa hoạn ở sân bay. Chúng tôi đã tấn công vào sân bay Khanskaya ở Cộng hòa Adige thuộc Nga tối qua, đánh trúng một kho đạn tại căn cứ. Lực lượng này cho biết căn cứ Khanskaya là nơi đồn trú của tiêm kích bom Su-34 cũng như chiến đấu cơ Su-27 và họ đang đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công. Quân đội Ukraine tiết lộ đây là chiến dịch hiệp đồng của lực lượng an ninh tình báo và đặc nhiệm nước này, song không đề cập đã sử dụng phương pháp nào để tập kích. Trung úy Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Phòng chống tin sai lệch của Ukraine cho biết, sân bay Kanskaya nằm ở thành phố Maikov của Cộng hòa Adygea, cách tên tuyến tại Ukraine khoảng 410 km và đòn đánh đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu tại căn cứ. Ông Kovalenko sau đó đăng video đám khói lớn bốc lên từ khu vực có nhiều tòa nhà, dường như là hậu quả của đòn tập kích. Quan chức này nói sân bay quân sự của Nga vẫn tiếp tục cháy. Video khác đăng trên mạng xã hội cho thấy một chớp sáng lớn trong đêm được cho là thời điểm sân bay Khanskaya bị tập kích. Nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU cho biết đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV tự sát và có khoảng 57 phi cơ Nga đậu tại căn cứ vào thời điểm xảy ra sự việc, trong đó có tiêm kích bom Su-34, chiến đấu cơ Su-35 và trực thăng MI-8. Nguồn tin cho hay Nga sử dụng căn cứ này để tiếp liệu và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào mục tiêu ở Ukraine. Mudat Kumpilov, người đứng đầu Cộng hòa Adige, cho biết làng Dostnikovy ở ngoại ô thành phố Maykov tối ngày 9 tháng 10 bị UAV Ukraine tấn công, đòn đánh làm bùng phát hỏa hoạn, song không gây ra thương vong và người dân đã được sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích lãnh thổ nước này vào đêm ngày 9 tháng 10 phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng là 92 UAV Ukraine, trong đó có 47 phi cơ tại vùng Krasnodar, khu vực bao quanh Cộng hòa ADK. Moscow không đề cập Kiev đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV và thiệt hại liên quan. Ukraine và Nga thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột, trong đó Kiev chủ yếu sử dụng UAV tầm san nội địa. Quân đội Ukraine hai ngày qua lần lượt tuyên bố đánh trúng một căn cứ chứa 400 UAV dòng Shahid của Nga tại vùng Krasnodar và một kho vũ khí ở tỉnh biên giới Bryansk. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đang kêu gọi Mỹ và đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trang tin quân sự Avia Pro vào ngày 10 tháng 10 đưa tin quân đội Nga tiếp tục phản công thành công ở tỉnh Kurs, tăng cường đáng kể các tuyến phòng thủ tại các khu vực biên giới Dardino, Nikolayevo Dardino và Nitniklin. Bước tiến này của Nga đã làm phức tạp đáng kể các kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU, khi Kiev có ý định đột phá sâu vào Kurs, bao gồm theo hướng Kodenev từ khu vực Svelikov, nơi chỉ cách tên tuyến 4 km. Theo Avia Pro, các đơn vị Ukraine đã bắt đầu rút quân trong bối cảnh đối mặt với các cuộc tấn công từ quân đội Nga. Quân đội Nga đã tích cực sử dụng bom lượn FAB với mọi cỡ nòng để chấn áp các vị trí của Ukraine ở Kursk. Pháo binh Nga với sự hỗ trợ của không quân tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine, đồng thời giúp củng cố các vị trí của Moscow dọc theo tuyến phòng thủ. Những động thái này đã tăng cường đáng kể quyền kiểm soát của Nga ở các vị trí quan trọng về mặt chiến lược, ngăn chặn khả năng đột phá của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong báo cáo hôm 10 tháng 10 về tình hình chiến sự ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine vào Liubimovka và Kamyshevka. Ngoài ra, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và hạ gục các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực Darino, Liubimovka, Noviput và Plekovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các nhóm quân nhân và trang thiết bị của 13 lữ đoàn Ukraine ở Kursk, trong khi đó không quân Nga tiếp tục tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Moscow cho rằng Kiev đã điều binh lính và thiết bị quân sự từ Sumy để đột kích vào Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong ngày 10 tháng 10, lực lượng Ukraine mất hơn 200 quân nhân, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu súng cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 1 xe cơ giới. 5 quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga và trở thành tù binh. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 21.550 quân nhân, 139 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 892 xe chiến đấu bọc thép, 590 xe cơ giới, 177 pháo, 33 bệ phóng phá phóng loạt, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 46 hệ thống tác chiến điện tử, vân vân. Ông Alexander Bogachev, người đứng đầu thị trấn Suza ở Kursk, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang giam giữ những dân thường còn lại ở các vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát tại một trường nội trú ở thị trấn Suza thuộc vùng Kursk. Ông nói rằng thông tin này được xác nhận bởi các cảnh quay do chính quân nhân Ukraine ghi lại. Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng 8, kiểm soát thị trấn Suza, chiến lược và một số ngôi làng gần đó. Ukraine cho đến nay tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Chiến dịch Kursk là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Mục tiêu của Kiev khi mở chiến dịch này là nhằm chuyển hướng lực lượng Nga ở mặt trận miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục giành quyền kiểm soát hàng loạt khu vực ở vùng Donbass trong những tuần gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô lớn, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh ở Kursk. Phương Tây lo ngại Ukraine khó chống đỡ nếu Nga phản công mạnh hơn nữa chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay là xóa sổ các đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Thông tin từ báo điện tử VOV cho hay, đăng nhiệm FSB của Nga và quân đội nước này cùng tham gia chiến dịch phản kích lực lượng quân đội Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga Tuy nhiên, đặc nhiệm FSB chưa quen lắm với hình thức tác chiến hiệp đồng binh chủng sử dụng vũ khí hạng nặng. Để đối phó với quân đội Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, Nga sử dụng cả lực lượng quân sự của Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB. Đặc nhiệm của FSB bao gồm các đơn vị là Alpha và Vimpe. Họ được giao nhiệm vụ nhận diện và vô hiệu hóa các nhóm trinh sát và phá hoại ngầm của Ukraine ở tỉnh Kursk. Tờ Novaya Gazeta Europe thông báo, một sĩ quan FSB tiết lộ rằng các đơn vị đặc nhiệm của họ có những lúng túng nhất định khi phối hợp với bên quân đội Nga trong tác chiến binh chủng hợp thành sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại lực lượng quân sự chính quy của đối phương. FSB Spetsnaz thường thực hiện các chiến dịch chống khủng bố đối với các nhóm khủng bố cỡ nhỏ. Họ thiếu huấn luyện và phương tiện cần thiết để đối phó với các đơn vị quân đội Ukraine sử dụng hình thức tác chiến hiệp đồng binh chủng tại Kursk. Một nguồn tin khác gần gũi với cơ quan đặc biệt của Nga nói với Novaya Gazeta Europe vào cuối tháng 9 năm 2024 rằng trung tâm tác chiến đặc biệt của FSB không có kết nối chung với các đơn vị quân đội Nga và ít nhất đến khi ấy vẫn chưa có sở chỉ huy chung để điều phối các nhiệm vụ tác chiến chung giữa FSB và quân đội Nga. Ngày 8 tháng 8, Tổng thống Nga Putin giao nhiệm vụ cho FSB tiến hành hoạt động tác chiến ở tỉnh Kursk để đánh bật quân Ukraine ra khỏi đây. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ trích việc Israel bắn vào trụ sở lực lượng này ở Lebanon làm hai binh sĩ bị thương là vi phạm luật quốc tế. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Lebanon, gọi tắt là UNIFIN, vào ngày 10 tháng 10 xác nhận lực lượng Israel đã nổ súng vào ba vị trí do UNIFIN sử dụng tại Lebanon trong hai ngày qua hãng tin reuters dẫn tuyên bố của unifin cho biết một lính gìn giữ hòa bình bị thương khi xe tăng của israel bắn vào một tháp canh tại trụ sở chính của lực lượng này ở nakoda khiến các binh lính ngã xuống tháp ngoài ra lực lượng israel cũng bắn vào một cơ sở của liên hợp quốc tại nakoda đánh trúng lối vào bong ke nơi lực lượng gìn giữ hòa bình đang trú ẩn đồng thời làm hư hại các phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc UNIFIN nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công cố ý nào vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý lên án vụ việc là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Guido Crosetto nhấn mạnh, vụ nổ súng tại trụ sở UNIFIN và các vụ việc khác liên quan đến bán súng hạng nhẹ là không thể chấp nhận được, phải thận trọng và dứt khoát tránh những điều này. Vì những lý do này, tôi đã gửi phản đối đến người đồng cấp Israel và đại sứ Israel tại Ý. Quân đội Israel hiện đang triển khai đợt tấn công mở rộng ở Lebanon chống lại phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Giao tranh nổ ra cách đây một năm khi Hezbollah tấn công Israel để ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas chiến đấu với Tel Aviv ở Gaza. Cuộc xung đột đã leo thang đáng kể trong những tuần gần đây khi Israel không kích các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon và đưa quân sang biên giới. Khu vực Trung Đông vẫn trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ xung đột lan rộng và chờ đợi phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần trước. Theo Reuters, các quốc gia vùng Vịnh đang vận động Mỹ ngăn Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại các cơ sở dầu mỏ của họ có thể bị các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang. Trong ngày 9 tháng 10, lực lượng Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm về các kịch bản đáp trả Iran. Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gọi, ông Biden đã thúc giục ông Netanyahu giảm thiểu tối đa thiệt hại về dân thường ở Lebanon. Binh sĩ Ukraine ngày càng hoang mang về chiến dịch tại Kursk. Hai tháng sau khi Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở Kursk, binh sĩ của Kiev ở Donetsk ngày càng trở nên hoang mang với mục tiêu thực sự của nước này. Ngày 6 tháng 8, Ukraine mở cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga khiến Moscow bất ngờ. Vụ đột kích được xem là củng cố tinh thần của binh sĩ Ukraine sau hơn hai năm chiến đấu với Nga. Kiev cho biết một trong những mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Alexander, một binh sĩ Ukraine đang tác chiến gần Torres, cho biết có lẽ đối thủ đã điều động lực lượng từ các hướng khác đến Kursk, có lẽ là từ lực lượng dự bị, nhưng chúng tôi không cảm thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào ở đây, tức là mặt trận Donetsk. Bogdan, một quân nhân ở Darut Kipka cho biết nếu cuộc tấn công vào Kursk chỉ diễn ra trong ngắn hạn, nó sẽ củng cố sức mạnh tinh thần của chúng tôi. Nếu đây là một cuộc tấn công dài hạn và Ukraine dự định bám trụ ở lại Kursk, điều này sẽ làm cạn kiệt các nguồn lực chính của chúng tôi ngày càng có nhiều binh sĩ Ukraine đang vật lộn trước đà tiến của Nga ở Donetsk tỏ ra băn khoăn về tính hiệu quả khi ép quyết tâm duy trì lực lượng tại Kursk, theo AFP. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng những người lính vì đã chứng minh rằng họ có thể đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cho biết cuộc tấn công Kursk đã làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine. Nhưng dữ liệu do viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ cung cấp cho thấy, Moscow vào tháng 8 đã đạt được đà tiến hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022, tiến vào 477 km vuông lãnh thổ Ukraine. Tuần trước, quân đội Nga đã giành được thành phố Voloda và đang tiến đến Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Johan Michael, một chuyên gia quân sự người Pháp, cho biết cuộc tấn công của quân đội Nga đang tăng tốc và chúng ta không thể nói rằng cuộc tấn công vào Kursk của Ukraine đã đạt được mục tiêu. Với một số binh sĩ Ukraine, việc phía Kiev tấn công vào Kursk được xem là xứng đáng. Sergei, một người lính vừa trở về từ Kursk, cho biết ván cờ của Ukraine ở trên lãnh thổ Nga mang lại lợi thế về tinh thần chiến đấu và lợi ích chính trị. Ukraine đã bắt giữ hàng chục lính nghĩa vụ Nga ở khu vực Kursk, động thái giúp Kiev trao đổi các binh sĩ bị Moscow bắt giữ. Và chiến dịch Kursk đã chứng minh rằng Ukraine có thể chinh phục và tiến hành các hoạt động tấn công, Sergei cho biết. Nó cũng là thông điệp gửi tới các đồng minh phương Tây của Ukraine rằng Kiev chỉ cần có đầy đủ viện trợ, họ sẽ đạt được lợi thế trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine dường như chưa phát huy được lợi thế của việc kiểm soát một phần Kursk và điều này có nguy cơ khiến Kiev rơi vào thế bất lợi nếu hai bên tổ chức đàm phán, việc Ukraine kiểm soát lãnh thổ Nga có thể giúp họ nâng cao vị thế. Nhưng viễn cảnh này khó xảy ra khi hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Olivia Kemp Chuyên gia tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho biết liệu chiến dịch này có thành công hay không. Về mặt quân sự thì không cần, những thành quả về mặt tinh thần chỉ là tạm thời và đang phai nhạt dần. Ông nhấn mạnh việc kiểm soát Kurs có lý khi xét đến các cuộc đàm phán, nhưng nếu bạn không nghĩ đến các cuộc đàm phán thì điều này hoàn toàn vô lý. Và điều nghịch lý chính là Ukraine đang dồn lực lên Kurs, khiến mặt trận chính ở Donbass trở nên lung lay, khiến Nga dồn lực tấn công. Chuyên gia Kemp cho biết, Nga có thể tiến bước lùi ban đầu này thành một tài sản chiến lược thực sự. Gần mặt trận Donbass, một số binh sĩ Ukraine lo ngại rằng Kiev có thể xa lầy ở Kursk. Một người lính giấu tên cho biết, bây giờ câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ lấy đâu ra con người, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục cuộc tấn công vào Kursk hoặc là bằng cách nào đó hoàn thành nó? Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Bloomberg đưa tin, các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, theo đánh giá của Washington, Ukraine có thể tiếp tục chiếm đóng ở Kursk trong vài tháng tới hoặc lâu hơn. Giới chức Mỹ nhận định, nguyên nhân chính là dòng cung cấp vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở Kursk đang đều đặn, trong khi Nga lại đang tập trung vào các bước tiến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, sau nhiều tháng chịu cảnh thiếu đạn dược nghiêm trọng, quân đội Ukraine đang nhận được nguồn cung đạn pháo ổn định. Những nỗ lực của nhóm đồng minh nhằm tăng cường kho đạn pháo cho Kiev đã giúp cải thiện chuỗi cung ứng. Theo đó, sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Xéc dẫn đầu đã thực hiện các đợt giao hàng và đặt mục tiêu gửi 80.000 tới 100.000 viên đạn một tháng cho Ukraine đến cuối năm nay. Đợt phản công của Nga tại vùng biên giới Kursk hiện vẫn chưa đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, Moscow đang tiến công nhanh ở miền đông Ukraine, áp sát các thành phố Pokrovsk và Torres của tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào Kursk đã thành công trong việc buộc Nga rút một phần lực lượng khỏi tiền tuyến của Ukraine, nhưng còn quá sớm để đánh giá thành công toàn diện của chiến dịch. Song ông khẳng định chiến dịch ở Kursk đã giúp Ukraine bổ sung vào quỹ trao đổi với Nga như hoạt động trao đổi tù binh giữa hai nước. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã mất 21.350 quân, đồng thời chịu tổn thất nặng nề về thiết bị và khí tài trong cuộc tấn công. Ít nhất 136 xe tăng, 66 xe bọc thép bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân và gần 900 xe bọc thép khác của Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở Kursk. Trong khi đó, tại mặt trận phía đông Ukraine, nhiều binh sĩ tỏ ra lo ngại rằng nếu Ukraine có thể bị xa lầy ở Kursk, điều quan trọng là làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ lấy đâu ra nhân sự, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục chiến dịch đó hoặc bằng cách nào kết thúc nó? Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, một binh sĩ cho biết. Ngoài chiến dịch Kursk, Ukraine trong những tuần gần đây còn đẩy mạnh tập kích tầm xa, thường là bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, phái nhiều kho đạn, Chuyên gia Stanovaya cho rằng chiến thuật này mặc dù gây khó khăn nhất định cho hậu cần của Nga, nhưng lại có một tác dụng phụ lớn ngoài mong muốn của Kiev, đó là làm cho người dân Nga quen với tình trạng giao tranh và sẵn sàng theo đuổi xung đột vũ trang với Ukraine. Bà Stanovaya viết trong một báo cáo đăng tải trên website Apolitich, chuyên trang phân tích về tình hình Nga. Một trong những kết quả đáng kể nhất của vụ đột kích Kursk có lẽ là việc tăng cường tâm lý chống Ukraine và bài phương Tây, từ đó nâng cao sự ủng hộ dành cho Tổng thống Putin và kéo dài cuộc xung đột với Kiev. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa và pháo phòng không Panzer-S hiện đang trực chiến 24 trên 7 tại các khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ này đồng thời cũng công bố đoạn phim ghi lại cảnh một trong những kíp chiến đấu Panzer-S đang hành động ở Kursk. Panzer S là một tổ hợp tên lửa và pháo phòng không hiện đại của quân đội Nga, được phòng thiết kế KBP thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Được mệnh danh là mãnh thú, Panzer S có khả năng phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không của đối phương như máy bay trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa đạn đạo bay ở độ cao từ 5m đến 15km trong phạm vi từ 20 đến 40km chỉ trong 5 giây. Panzer S cũng có thể được trang bị các pháo phòng không tự động và tên lửa đất đối không để tấn công mục tiêu bay của đối phương. Các vũ khí này được điều khiển và dẫn đường bởi các radar cực nhạy, thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và hệ thống máy tính bên trong đài chỉ huy. Khi được triển khai ngoài mặt trận, Panzer S đóng vai trò chủ yếu trong bảo vệ các lực lượng Nga trước sức tấn công của tên lửa, hỏa tiễn và máy bay không người. Ngay cả quân đội Ukraine cũng từng thừa nhận Panzer S là một hệ thống súng và tên lửa phòng không đa công dụng. Các kíp chiến đấu của Panzer S liên tục thay đổi vị trí. Việc chuyển từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn khi đến một địa điểm mới. Các đơn vị của Nga chỉ mất khoảng 10 giây. Trong khi đó, Topko đưa tin quân đội Nga đã đạt được một số thành công nhất định, giành lại quyền kiểm soát đối với 8 km vuông lãnh thổ vùng Kursk. Quân đội Nga đã phá vỡ được sự kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine trên các tuyến đường tiếp cận làng Chekaskoye-Porechnoye và hoàn toàn giành quyền kiểm soát điều đáng chú ý là các chuyên gia hiện đang ghi nhận sự thay đổi về bản chất của các hoạt động quân sự ở vùng cus khu vực này hiện đang chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến cả hai bên hầu như không thể sử dụng máy bay không người lái fpv một trong những phương tiện chính để tiêu diệt bộ binh và xe bọc thép nên bên tiến công đã giành được một số lợi thế nhất định Hiện tại cả máy bay tấn công và các nhóm thiết giáp hỗ trợ đều không phải lo lắng về việc bị tấn công từ trên không, do đó nhiệm vụ chiếm giữ các vị trí của đối phương đang trở nên dễ dàng hơn một chút. Điều kiện thời tiết và địa hình lầy lội đồng thời cũng làm phức tạp nghiêm trọng việc chuyển giao nhân sự và thiết bị của Kena từ vùng Sumi lân cận đến Kurs.